Năm 2010, tôi đã cho ra mắt series Heisei Rider thứ 12 mang tên Kamen Rider Oz. Với những ai là fan lâu năm của franchise Kamen Rider hẳn sẽ còn nhớ vào thời điểm khi những tin đồn đầu tiên về Oz xuất hiện trên Internet. Cộng đồng tokusatsu Việt Nam lẫn quốc tế đã có những phản ứng rất tiêu cực đối với series này mặc dù phim vẫn chưa bắt đầu. Chủ yếu đến từ tạo hình Rider 3 màu trông như cột đèn giao thông và đặc biệt là bài hát Henshin nghe vô cùng ngớ ngẩn. Bài hát này gây phản ứng mạnh tới nỗi tôi phải để ý và cho nhân vật Arm thay mình ngay trong tập 1. Tuy có một khởi đầu khó khăn, Oz dần lấy lại cảm tình của khán giả như một cốt truyện ổn định và có chiều sâu, cùng các tuyến nhân vật đa dạng, và trên hết là tính triết lý cùng các hình ảnh biểu tượng được gửi gắm xuyên suốt bộ phim, điều mà nếu chỉ xem một lần, khán giả khó có thể cảm nhận được hết. Những lý do đó đã khiến Oz trở nên nổi bật so với các series khác thuộc Neo Heisei Rider và trở thành một trong những series Kamen Rider được yêu thích đối với khán giả trên màn ảnh nhỏ. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Ở clip ngày hôm nay, qua kịch bản được chắp bút bởi bạn Danh Phương, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về bộ phim này nhé. Sau 800 năm bị phong ấn, các quái nhân Grid, một sinh vật nhân tạo được tạo ra từ các Meryl bởi các nhà giả kim châu Âu, này đã thức tỉnh ở thời hiện đại. Mục đích của chúng là hủy diệt con người bằng cách tạo ra những con quái vật tên Yami sinh ra từ chính lòng tham trong họ, thu thập lại các core Meryl bị thất lạc để có thể hoàn toàn hồi sinh và cuối cùng là hủy diệt thế giới. Trong một cuộc tấn công bởi Yami, một Grid có hình dạng cánh tay mang tên Ark đã gặp Hino Eiji, một chàng trai sống nay đây mai đó, không có ước mơ, với tài sản chỉ gồm một ít tiền lẻ và cái quần lót cho ngày mai. Với bản chất thật thà, AG đã bị Ark lợi dụng, đưa cho phong ấn Oz Driver để chuyển hóa thành Kamen Rider Oz nhằm bảo vệ hắn cũng như thu thập medal. Sau một vài trận chiến, hai người họ nhận ra ngoài Oz cùng các Grid còn có tập đoàn Kogami cũng theo đuổi những đồng medal. Câu chuyện xoay quanh các medal tham vọng bắt đầu, ai sẽ là người thu thập được hết, Oz, Grid hay lòng tham một con người? Giống như series tiền nhiệm Double, Oz cũng được làm theo phong cách hai tập phim một sự việc. Cá nhân mình thì không thích điều này, đặc biệt đối với franchise như Kamen Rider. Với Super Sentai, kiểu làm phim này còn có thể chấp nhận được để đảm bảo tính dễ hiểu và dễ theo dõi cho trẻ con. Nhưng franchise Kamen Rider, với đối tượng hướng tới là thanh thiếu niên, các series cần một cách kể chuyện trưởng thành và hấp dẫn hơn. Do đó, phong cách làm phim hai tập một sự việc khả năng cao sẽ làm phim trở nên lê thê quá mức cần thiết, gây hỏng tính chặt chẽ về nội dung, khiến khán giả mất hứng thú. Ta có thể lấy Kamen Rider Wizard là một ví dụ. Vậy nên việc chọn phong cách này là một điểm trừ đáng tiếc đối với series Oz. Tuy vậy, phim chứa đựng nhiều bí ẩn cùng các mạch truyện như sự kiện phong ấn 800 năm trước cùng lý do Ark là một cánh tay, động cơ của tập đoàn Kogami, sự phát triển của nhân vật Shintaro Goto. Những chi tiết này được hé lộ và phát triển cách từ từ, dàn trải qua từng tập. Vậy nên, phim vẫn giữ được tông màu bí ẩn cũng như giữ được nhịp độ. Và các bạn hãy yên tâm khi các bí ẩn của Oz đều được giải thích khá là thỏa mãn. Về phần nhân vật, một trong những điểm đặc sắc khiến Oz nổi bật hơn các series khác của Neo Heisei đó là tuyến nhân vật đa dạng, được phát triển độc lập và có chiều sâu, cũng như tương tác phức tạp giữa họ. Mình xin phép chia và phân tích Oz thành 3 tuyến nhân vật. Đầu tiên, tuyến Oz gồm 3 nhân vật chính là Kamen Rider Oz Hino Eiji, Ang, một Grid với hình dạng cánh tay, cùng Izumi Hina, em gái của viên cảnh sát Izumi Shingo, người đã gặp tai nạn và bị Ang chiếm thân xác. Định mệnh đã đưa ba người họ tới gặp nhau, cùng sống và làm việc ở quán ăn Kuskushir. Thời kỳ đầu Neo Heisei, tôi rất chuộng mối quan hệ giữa cặp nam chính, thể hiện ở Double, Oz và Force. Tuy vậy, mối quan hệ của Oz có lẽ là phức tạp nhất. Nếu như Shotaro và Philip ở Double là cộng sự ăn ý, Gentaro và Kengo của Force là tình bạn vô tư của tuổi học sinh, Oz đem lại cho chúng ta một bộ đôi tồn tại trên sự lợi dụng lẫn nhau. Ark bất chấp an toàn của Eiji, lợi dụng anh thu thập medal cho hắn, còn Eiji khiên cưỡng giúp Ark vì muốn giữ lời hứa với Hina, đảm bảo an toàn cho anh trai cô. Mối quan hệ hội sinh như vậy đã gây ra nhiều xung đột giữa hai nam chính, tạo nhiều tình huống căng thẳng, đôi lúc giở khóc giở cười. Và trên hết là cơ hội phát triển tính cách, điều mà series Oz làm rất tốt. Sự tốt bụng nhưng kiên định của Eiji cũng như sự quan tâm của Hina đã dần dần cảm hóa Ark, khiến hắn lần đầu hiểu được cảm xúc của con người và biết quan tâm đến người khác. 7 năm sau khi kết thúc series, trong movie Heisei Generations Final, giây phút AG và Ark một lần nữa đứng cạnh nhau đã đánh thẳng vào tuổi thơ của biết bao khán giả, những người đã cùng họ trưởng thành. Và đến lúc chia tay, kẻ tự nhận mình là khối medal vô tri vô giác kia đã lần đầu rơi nước mắt vì AG. Tuyến Grid gồm 4 quái nhân là Uva, Kazari, Mezuru và Gameru, được tạo ra từ 800 năm trước và sống dựa trên lòng tham của con người. Mục đích của chúng là đi tìm lại các medal đã mất để hoàn toàn hồi sinh, từ đó phá hủy thế giới. Tuy nhiên dần dần, các Grid nhận ra rằng việc chỉ phá hủy thế giới là quá tẻ nhạt. Chúng bắt đầu trở nên tham vọng hơn và tìm đến các mục tiêu khác. Điển hình là Kazari với mong ước được tiến hóa. Tuy là các sinh vật nhân tạo, mỗi Grid lại có một tính cách riêng biệt. Ngoài Ang khôn ngoan ở phe Oz, ta có Uva nóng nảy, một Kazari xảo quyệt, một Mezuru điềm tĩnh và một Gameru ngờ nghệch. Sự khác biệt tính cách dẫn tới xung đột nội bộ, chủ yếu giữa Uva và Kazari, làm tăng độ hấp dẫn và tương tác giữa các quái nhân. Trong 4 tập đầu phim khi các Grid chưa có hình dạng con người, bản thân mình đã hơi lo vì nếu nhân vật chỉ được thể hiện qua lớp mặt nạ thì có lẽ sẽ không thể diễn tả trọn vẹn được.
Stowey dường như cũng đã nhìn ra điều này khi sau đó cả bốn quái nhân đều đã có hình dạng người, và điều đó khiến màn trình diễn của các Creed trở nên thuyết phục hơn, đặc biệt là tên quái nhân Gameru. Ngay từ những phút đầu tiên trên màn ảnh với phân đoạn Creed tiêu diệt cả trung đội Rivendell trên nền nhạc Happy Birthday theo phong cách cổ điển, người xem có thể chắc chắn rằng đây là một dàn phản diện vô cùng độc đáo, phong cách nhưng không kém phần ma mị. Tiếp theo, từ nhân vật của tập đoàn Kogami, đứng đầu bởi chủ tịch tập đoàn là Kogami Kosei cùng hai cấp dưới là Satonaka Erika và Goto Shintaro. Về sau, còn xuất hiện thêm Date Akira, Kamen Rider Burst và Dr. Maki, người đứng đầu viện nghiên cứu sinh học Kogami. Bằng một cách nào đó, chủ tịch Kogami biết tất cả mọi thứ về Oz cũng như Grid. Với sự giúp đỡ của thư ký Satonaka và Goto trên chiến trường, ông can thiệp vào cuộc chiến qua việc hỗ trợ AG và các trang thiết bị do công ty chế tạo như xe máy Rivendell và các công cụ hỗ trợ mang tên Kendroid. Nhưng cái giá phải trả là Ang phải đưa cho ông 60% số cell medal kiếm được, một thương lượng không mấy dễ chịu đối với Ang, đủ cho thấy Kogami là một doanh nhân tài giỏi đến thế nào. Tuy vậy, ông cũng không ít lần tiếp tay cho Fairgrid tạo ra công nghệ Burst rồi thuê Date đi kiếm cell medal cho mình, thể hiện đây là một con người có động cơ bí ẩn và vô cùng tham vọng. Khó có thể nói tập đoàn Kogami đứng hẳn về chính diện hay phản diện. Tất cả chỉ đơn giản là chủ tịch Kogami Kosei làm những gì ông muốn. Chính sự mập mờ này khiến tình tiết phim trở nên phức tạp hơn, tránh được cái lỗi mà đa số các series Kamen Rider hay mắc phải khi vai trò của nhân vật phụ, thậm chí là Second Rider chỉ để làm nền cho nhân vật chính. Các nhân vật của tập đoàn Kogami đều được xây dựng hoàn thiện, có động cơ rõ ràng, vai trò và tầm ảnh hưởng đến cốt truyện cũng như sự phát triển tính cách xuyên suốt. Nếu có dịp, mình sẽ giới thiệu về cánh tay phải của chủ tịch Kogami, Goto Shintaro, một trong những nhân vật được chú trọng phát triển tính cách nhất thời Neo Heisei. Mặc dù là một chương trình giải trí cho thanh thiếu niên, series Oz chứa đựng trong đó những thông điệp mang hơi hướng vĩ mô, có thể kể đến yếu tố chính trị và nội chiến ở châu Phi qua quá khứ của Hino Eiji. Xuyên suốt Oz có 3 yếu tố triết lý và biểu tượng thường xuyên xuất hiện, và trùng hợp thay nó lại ứng với 3 tuyến nhân vật của chúng ta. Đầu tiên, sự khởi đầu và kết thúc là hai hình ảnh đối lập nhưng đại diện bởi hai nhân vật cùng chung một chiến tuyến, đó là chủ tịch Kogami và tiến sĩ Maki. Đại diện của sự khởi đầu là chủ tịch Kogami Kosei. Ông là người luôn tôn trọng tham vọng, đặc biệt là tham vọng của chính ông. Tham vọng là năng lượng giúp mọi sự vận động, không ngừng thay đổi và phát triển, là khởi đầu ra những thứ mới. Và giống như một đứa trẻ vừa sinh ra đã khóc để đòi thứ nó muốn, sự khởi đầu của một sự sống cũng là lúc ham muốn mới lại bắt đầu. Với ông, tham vọng và sự khởi đầu luôn đi với nhau. Thế nên từ tập 1 của Oz, cho dù cả trung đội Rivendell của mình bị hạ gục, Kogami vẫn có thể nói, sự hồi sinh của Grip chưa chắc đã phải là điều xấu. Phim đã thể hiện ông luôn tràn đầy năng lượng, nhiều màn độc thoại về tham vọng và sự khai sinh. Ở trong văn phòng có góc nhìn rộng, đủ để nhìn sự vận động của xã hội, và đặc biệt, thường xuyên xuất hiện của bài hát Happy Birthday theo phong cách cổ điển. Một fun fact thú vị dựa trên comment trên YouTube là Toei đã tốn một khoản tiền khá cho bản quyền mỗi lần phát bài nhạc Happy Birthday trên phim. Happy Birthday! Đối lập với sự khởi đầu là kết thúc, đại diện bởi không ai khác, tiến sĩ Maki, người tiến sĩ thiên tài luôn đi cùng con búp bê. Do ảnh hưởng từ quá khứ với người chị quá cố, tiến sĩ Maki luôn quan niệm rằng hãy kết thúc khi mọi thứ vẫn còn đáng đẹp và mọi sự vật chỉ thực sự hoàn thiện khi chúng ở cái kết. Nếu ngẫm lại thì quan điểm của Maki cũng không hề sai. Trái với sự tràn đầy năng lượng của Kogami, tiến sĩ Maki dường như chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, nói năng và hành động cũng chậm và nhẹ nhàng nhưng không còn sức sống, cứ như một phần của ông đã chết đi vậy. Nhân vật cũng thường xuyên xuất hiện với bản nhạc Requiem, Lacrimosa de Ila của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Requiem có nghĩa là lễ cầu hồn, và bản thân Mozart cũng soạn bản nhạc này vào những năm tháng cuối đời mình. Về sau, Maki cũng trở thành Grid như các core medal tím, core medal duy nhất có khả năng phá hủy các core khác. Chính sự khác nhau rõ rệt về tư tưởng, sự khởi đầu và kết thúc, đến cuối cùng hai con người cùng chung chiến tuyến đã đối lập với nhau. Quan điểm về lòng tham và vật chứa được thể hiện bởi các Grid. 800 năm trước, các cá nhân Grid được tạo ra với 10 core medal cho mỗi người. Tưởng như số 10 là hoàn hảo sẽ khiến Grid trở thành sinh vật toàn năng, chúng lại vô tri vô giác. Thấy vậy, các nhà giả kim mới lấy đi một core medal, để còn lại chỉ có 9 đồng. Lấp đầy chỗ trống đó chính là lòng tham. Nhờ vậy, các Grid có được ý thức được sinh ra nhờ ham muốn của bản thân. Một khi đã có ý thức, các Grid tham lam lại càng muốn có thêm nhiều core medal để trở nên mạnh hơn, tiến hóa hơn và hoàn hảo hơn. Nhưng nếu không phải là một vật chứa tốt, việc nhét nhiều core medal vào người sẽ dễ làm bản thân mất kiểm soát, cho tới một lúc nào đó sẽ đánh mất chính mình. Điều này ẩn dụ cho việc ngoài có tham vọng ra, con người cần phải có bản lĩnh để đủ sức chứa và chịu đựng sức nặng do ham muốn mang lại. Hino Eiji là một vật chứa tốt. Anh chứa cả 7 core medal tím lẫn lượng cell medal vô hạn mà không mất tự chủ. Đó là do anh có ham muốn chính đáng và bản lĩnh đối đầu với nó. Trái lại, một trong năm Grid là Uva. Mặc dù sống rất dai nhưng cuối phim hắn chỉ là một kẻ ít tham vọng, có tồn tại chứ không phát triển. Một vật chứa nhỏ bé, cuối cùng đã mất kiểm soát do bị nhét quá nhiều core medal vào người. Cánh tay vươn ra được thể hiện bởi Ang, AG cùng nhiều nhân vật khác.
Hình ảnh cánh tay trước giờ luôn thể hiện sự giúp đỡ tương trợ. Eiji có một quá khứ buồn khi trong một cuộc nội chiến anh đã không thể cứu được một em bé, người bạn duy nhất của anh ở đó. Phân cảnh quá khứ có thể hiện hình ảnh Eiji vươn tay hết sức cầu cứu lấy em gái đó. Cái vươn tay đó là cái vươn tay trong tuyệt vọng, sự bất lực của bản thân. Sau này, Toei cũng đã làm hình ảnh quái nhân An dưới hình dạng một cánh tay. Tuy bản chất là lợi dụng Eiji, nhưng cánh tay đó cũng vô tình giúp anh lấy lại mục đích sống, cho anh sức mạnh để cứu giúp người khác. Đối với Eiji, cánh tay An là cánh tay của hy vọng. Khi nhớ ra được ham muốn của mình, chính Eiji đã nói: "Ham muốn của tôi là sức mạnh để vươn tay cứu giúp bất kỳ ai cần đến." Đấy là cánh tay của sức mạnh. Sức mạnh giúp con người có thể làm mọi thứ, nhưng cũng là cái giá phải trả khi gánh vác sức mạnh một mình đến nỗi trở thành Rich khủng long. Và đến tập cuối, cánh tay giờ đây là thứ kết nối con người với nhau. Vì không muốn xa Eiji và An, Hina đã không biết làm gì ngoài việc nắm tay cả hai người. Cho dù cái nắm tay đó không thể chữa lành Komedo cho An hay giúp Eiji trở lại thành người, nhưng ít nhất cũng giúp ba người họ có được những phút giây bình an cuối cùng bên nhau. Và đến cuối phim, khi tất cả mọi người giang tay ra đón lấy Eiji, chi tiết đó thể hiện sự đoàn kết giữa người với người, không ai phải gánh vác tất cả khi có người thân bên cạnh. Trên đây là bài review của chúng mình về series Kamen Rider Oz. Qua bộ phim, chúng ta thấy được một sự đầu tư nghiêm túc của Toei cả về mặt nội dung, hình ảnh lẫn nhân vật, tạo ra một series có giá trị xem lại rất cao, đủ sức nặng để khiến bản thân mỗi chúng ta ngẫm nghĩ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của nhóm. Nếu thấy hay, đừng quên để lại một like cho chúng mình và nhớ subscribe cho kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。